Chào cả nhà, thì hôm nay mình có dịp lại ghé lên nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Thì mình lần trước cái kênh YouTube TV 86 của mình là quay một ngôi mộ, phải nói giống như một cái công viên, một cái phải nói cái ngôi mộ này đẹp giống như là một cái vườn nhỏ, vườn cổ tích luôn cả nhà. Thì lần trước mình kênh YouTube TV 86 mình đó là có quay rồi, thì hôm nay mình lên mình thắp hương thì mình xin quay lại. Lên đây thì mình thấy cây trái trên đây nở rất là xinh tươi luôn cả nhà, rất là tươi tốt nha, hoa thì mọc nè. Lần trước mình đi thì hoa nó rất là ít, nhưng lần này là hoa mọc là rất là nhiều, rất là đẹp luôn á. Thì tại vì sao mà mình nói cái ngôi mộ này là giống như một cái khu vườn cổ tích, thì như mọi người thấy là đây là cái phía trong của ngôi mộ. Khi mình mới vào là bên đây là trang trí rất là đẹp cả nhà nha. Nơi đây là của một cái cô gái. Cô gái này mất vì bị tai nạn giao thông. Và lát nữa mình sẽ quay qua mình nói cho mọi người xem. Thật ra cái kênh YouTube TV 86 của mình thì cũng đã nói rồi. Hôm nay lên thì thấy cây tắc là có trái rất là nhiều cả nha. Đó. Trái sai ghê luôn á. Thì cái ngôi mộ của cô gái này á được xây mà khép kín bằng những cái xung quanh là những cái cây hoa trắng đó. Và phía trong tạo cảnh rất là đẹp. Đây là cái khung cổng là vào nè cả nhà, ở trong là người ta trồng hoa và gắn đá gắn đồ nhìn rất là dễ thương luôn, nên mình mới cho đây giống như là một cái khu vườn cổ tích. Đây là cái em chuồn chuồn đỏ nè, mọi người thấy không, rất là xinh. Và phía trong đó thì đó, được bài trí rất là xinh xắn. Và ở đây thì có hai chú cừu đang ăn cỏ. Một khu mộ phải nói là đẹp cực kỳ luôn. Thì đây là cái phần mộ cô gái này. Về cái trước đó mình đã quay và nói rất là chi tiết. Thì hôm nay mình lên là mình để thắp nhang lại cho cô. Lần trước mình lên mình quay thì mình không có đem nhang ở trên đây cả nhà. Trên đây không có nhang luôn mình, nên cũng không biết sao mà để thắp. Nên lần này đi lên là mình ghé mình thắp để sẵn tiền mình quay lên kênh phụ luôn. Thì đây là cái hai cái chú thỏ xung quanh trang trí ngôi mộ này cả nhà. Đây là những chú cừu nè. Và đây là cái khu mộ của chị ấy. Một khu mộ rất là đẹp. Thì nói về cái chị này là mình được biết là mất vì bị tai nạn giao thông. Và đây là cái bức tranh về gia đình của chị nè. Đây là chồng chị, vợ chị và hai cô con gái. Mà điều lạ ngay cái chỗ cái hình của chị lại có một cái con ấy nè cả nhà. Có một cái con ấy đang đậu trên cái mặt của chị luôn nè. Không biết có phải là đây là mình ngồi đang phía trước đang toàn cảnh cái chỗ xung quanh khu mộ chị luôn. Thì biết rõ ràng hơn thì mọi người có thể qua kênh YouTube TV 86 để coi lại khu mộ của chị. Còn hôm nay là mình tới để thắp hương và review sơ qua. Thì đây cả nhà, đây là cái dòng chữ mà anh chồng có khắc trên cái ngôi mộ của chị. Đó là may mắn lớn nhất của cuộc đời này là được làm chồng của em. Chắc cảm động hả cả nhà ha. Trước đó mình có quay cái ngôi mộ của cô Sơn bên kia. Là khi bệnh chồng cũng không biết và thì cô đó là nhắn tin thì chồng cũng không biết. Mà mất thì lúc mất người chồng mới đọc ra tin nhắn. Lúc đó mới hối hận quá thì mới đem khắc luôn cái tin nhắn của người vợ trên cái khu mộ, giống như để ghi nhớ lại là những cái lỗi lầm của mình và những cái ân hận của mình. Thì trái với trường hợp này thì người vợ cũng mất, nhưng mà đây là một cái tai nạn. Thật ra người chồng rất là yêu thương nên có khắc trên cái ngôi mộ của này là của cô gái này là rất là gọi là được may mắn, kiếp này được may mắn được làm chồng của em. Thì
Thật ra một số cái video mình đã quay trên cái kênh YouTube TV 86 của mình đã rất là trọn vẹn và rất là đủ bộ. Còn những cái kênh bên kênh YouTube Today á, thì hầu như là dành cho những cái bạn mà còn đi tương tác cái kênh của mình á. Thì kênh của mình là mới làm lại nên hầu như là đa phần các bạn tương tác coi không à, nên cũng ít có người ngoài. Nhưng dù sao mình cũng muốn đưa lên đây luôn, tại vì cái kênh phụ của mình là chủ yếu là những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm mình đi những nơi nào đó mình cảm thấy được thì mình sẽ bỏ lên, cũng giống như lưu niệm lại. Đó là mục đích của mình. Ở đây là hoa tím nè, bây giờ hoa bìm bịp, hoa bíp gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà của người ta có mấy cánh, sao cái này nhiều cánh vậy cả nhà ha? Bên kia nó có hai cánh ấp lại, còn này nguyên một. Làm rất là lẻ loi. Mình thì cũng mong sao đó cho chị được siêu thoát, không còn vướng bận nữa, dù sao thì cũng đã hết một kiếp người. Lần trước mình có tới cái cây vú sữa của chị là có trái một tí không qua nhà, mà ít, nhưng bây giờ mình thấy hình như là có trái rồi nè. Trái nó mọc rất là to, nhưng mà cái loại cây vú sữa này nó mini, có chút xíu siêu à. Lần trước là rất ít trái, nhưng bây giờ là trái nhiều rồi. Mọi người thấy không? Trên cái chỗ cái bia mộ của chị nè, mọc lên trái là rất là nhiều. Đó, bên đây cũng có nè. Cái vú sữa này giống như vú sữa cảnh mini cả nhà. Chồng ở đây giống như tưởng nhớ một cái gì đó về người mẹ cho hai đứa con của cô. Sau này mà có ấy thì vẫn nhớ một cái gì đó. Phong cảnh rất là đẹp luôn á. Thì cái video mình cũng tới đây cũng xin kết thúc luôn. Tại chủ yếu là hôm nay mình tới mình để thắp hương cho chị cả nhà. Và mình cũng xin nói thêm một vài điều là đối với những người mà xem trên cái kênh của mình đó, là những nói chung là gửi gắm một chút gì đó, là những gì bên cạnh chúng ta, mình cũng khuyên là chúng ta hãy nên trân trọng. Thì đừng có để mất đi rồi thì hối tiếc không muộn, nhất là khi cách biệt âm dương cả nhà nha. Lúc đó là không có tìm kiếm được gì nữa, chúng ta chỉ có tìm kiếm trong mơ thôi.